Chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử cái nồi media này nhé. Loại này thì nó không nó đỏ nhưng mà không nóng, vẫn có cái hiển thị của nó đằng trước, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có, nếu mà gặm để cho lâu thì nó vẫn có lúc nó lên, trường hợp nó cũng đặc biệt lắm, cho nên tôi thử nhé. Cái loại nồi này thì hầu như là tiếng Anh, nó hình như hàng nhập khẩu. Bởi vì đến đây sửa thì tôi hôm trước kiểm tra, tôi chưa kiểm tra nên hôm nay tôi mới đưa ra kiểm tra. Bởi vì là nghe nói chập chờn, thỉnh thoảng được, thỉnh thoảng không, mà lại cũng không nóng nửa chừng thì nó cũng khả năng bị rồi nhảy trở lại, tức là nó không không được nóng nóng khoảng mới hầm hầm tí là nó lại nhảy trở lại. Thì hôm nay tôi sẽ kiểm tra xem ra đây nha, tôi bỏ nồi lên nha, được nhá, thì xem sao nhá, tôi gặm điểm nhá. Đấy, và bấm nguồn xem sao. Đấy, nó nhảy cách cách ở trong á. Đấy, nó lạch tạch lạch tạch. Đấy, lúc này có lên các bạn này. Có lên mau này. Đấy. Có lúc là được, có lúc là không, có lúc có chạy gặm buổi lâu thì nó mới được. Đây các bát này. Đấy, hiện tượng nó để tăng lên hết cỡ xem sao. Đấy, không thấy được. Đấy, nó lại dừng rồi. Đấy, khi lên mau, khi thì lại xuống mau. Đấy, các bạn thấy hơi lên chưa? Đấy, cũng khá nóng. Đấy, nó nhảy lạch tạch lạch tạch lạch tạch, cứ lạch tạch. Đấy, hiện tượng như thế này thì chúng ta phải mở ra để xem sao. Cái này thì nóng đôi lúc được, đôi lúc không các bạn nhé. Cái này thì trường hợp này tôi đã gặp rồi. Hiện tượng này là do mạch nhận nồi bị tăng tỷ số. Cho nên là tôi sẽ mở ra để kiểm tra coi thử con nào bị tăng tỷ số. Đây, chúng ta mở ra các bạn nhé. Mở ra nhé. Đây nha, chúng ta đo. Thường thường nó bị, thường bị cái này nó cũng bị này. Cái này nó cũng thường bị báo như vậy. Thường do cảm biến của nó, cảm biến của cái mâm chịu nhiệt này này. Đây này, nó cũng bị này. Nhưng để ta đo thì xem sao.
Đó, các bạn thấy đồng hồ không nhỉ? Đây vẫn được nhá, các bạn đo lên xong một ca mà đo hai hai đường lên bằng nhau thì nó vẫn đang còn sống nhá. Đấy, có thể lật cái này lên, đây là quạt ra. Trường hợp của cái này thì thường đây là mạch nhận nồi nó có hai đường này, hai đường này các bạn này, hai đường này ra mâm thì nó có con mạch nhận nồi nó có mấy con điện trở, thường thường hay tăng tỷ số là bảnh như vậy. Thì đây nó có một con đây mạch đây, đây nó một cọc ở đây, một cọc ở đây. Thì như vậy chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nhất là trên cục C của cái này, cục C của con IGBT này thường thường hay tăng tỷ số này, và một cái mạch này là nó sẽ chạy từ đây này qua đây hoặc qua đây, và một ở bên này một mạch ở đây chạy từ đây qua con này đến con này đến IC này. Đây nó chạy vào IC thì nó hai con này để bảo về bảo với cái này có đây có hai con điện trở này này, thường thường là 820 kg này. Với con này chúng ta kiểm tra xung quanh này để mạch nhận nồi thì con nào tăng thì số xem thử như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đó. Tôi nhấc con này lên các bạn nhé, nhấc con 820 K này lên nhé. Đây, tôi đo con này trước nhé, tôi để thế đo luôn nhé. Cái này các bạn phải có thông số của nó, chúng ta phải bật đến sẽ có đồng hồ loại này, khi đó mới chúng ta ôm ôm mệt thì chúng ta mới kiểm tra được. Chúng tôi phải quay từ trên xuống này, quay như thế này ngon quá. Đây các bạn nhá, đo hơi chật chội quá. Cái này thì chúng ta đo 820 kg nhá. Tôi đo con này nhé. Nó không chậm, nó rất khó đo các bạn, nó ở bên dưới. Tám trăm lẻ ba nhá, con này chưa can gì nhá. Chúng ta kia tiếp tục kiểm tra con này. Đấy, chúng ta kiểm tra con này. Đấy, con này đang bị lúc lắc lùng lặng. Đây nhá, con này cũng 820 kg nhá. Cái này bị đế chưa? Có 700 được, tay mình nó cầm lên cho tay này. Tám trăm hai bốn này, con này 820 nhá, 824 cũng khả năng đang ấy được, đang chấp nhận được. Tôi thể ra con này tiếp.
Con nào đây đây con này. Chúng ta tiến hành kiểm tra. Những con nào mà nó lên cao quá, nếu quá 820 kg thì khoảng 820 25 được. Chúng ta kiểm tra tiếp con này xem sao. Đây nhá, ta kiểm tra con này nhá. Đấy, 840 các bạn ạ. 839, 840. Như vậy chúng ta phải thay con này, này. Con điện trở này. Điện trở này là 820 kg và 840 nó tăng lên. Cho nên trường hợp như thế này chúng ta phải thay con này. Đấy. Thì chúng ta sẽ tiến hành thay. Bây giờ những con này chúng ta phải bỏ lại. Về lại. Chúng ta lắp lại nhé. Và con này chúng ta thay nhé. Chúng ta thay con này trước nhé. Tôi sẽ tiến hành đấy, tôi lấy con này ra và chúng tôi sẽ lấy một con đây, chúng tôi thay tạm một con như thế này. Tôi hồi nữa chúng tôi sẽ lấy một con đồng hành cùng nó. Đây, tôi lấy một con 470 và con 300 nó sáu được. Tôi sẽ bỏ một con khoảng chừng được khoảng 700 mấy ký đó. Chúng ta sẽ kiểm tra con kia. Để tôi kiếm một con ạ. À. Kiếm con thì xem. Đây nha, tôi lấy hai con này nha. Khoảng 750 gì đấy thì là ok rồi. Bảy trăm sáu mốt nhá, rồi tạm được nhá. Chúng ta phải cấy vào con này, chúng ta cấy đằng sau luôn. Đây hai con này ở đây, chúng ta cấy ở đằng sau này luôn.
Đấy, chúng ta có đằng sau nhiệm tư thì có như thế nào thì đây đây nôi lên đó nồi nhiệm lên nhé, có nồi cái gọi là cái mạch nhân nồi để thử cái đó được cái là không. Bỏ lên nấu cũng ok là được. Đây nữa rồi. Ừ, được. Mình phải lên tăng lên. Bắt chế hệ. Bắt. Bỏ đi, bỏ bỏ đi. Hèn dơ nó đang đâu. Hèn dơ. Nó nạp lên có được thổi nữa. Thôi, miếng kéo ở đây. Là cái quạt giữa. Cái bớt hệt. Hệt đó, hệt đó. Tự như cái chí trình nọn đô nọn lên đi được đó hơi chưa gọi đồng hồ rồi à. Đấy, thế là được. Bản con này là 820 kg nhá, không nó 820 kg cho nên là bị tăng chỉ số nhá. Có loại những loại đồng hồ như thế này mới đo được chỉ số của nó, những loại đồng hồ kim không thể đo được nhá. Đây 820 kg của nó này, cái này có thể tăng chỉ số lên. Đây 845 kg này. Đây 845, nó tăng lên mấy ký cho nên là bị tăng chỉ số. Đấy thì như vậy là được nhá. Tôi cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like và subscribe nhé. Xin chào quý vị các bạn nhé.